1 triệu một đôi, ghép chống cháy, ghép gấp 5 lần ghép bình thường. Chuẩn chống cháy nhá, bảo hành 1 năm, âm ly cục đẩy đều được. 1 triệu một đôi, củ 350, 500 xịn nhá, gỗ đẹp, thương nhựa chống chói. Mời anh em kết chất âm, siêu nét luôn. Một đôi hàng chuẩn chống cháy, dùng cho các loại cục đẩy âm ly từ 2 sò đến 60 sò, lo cây lo phun, lo đứng lo nằm đều được. Đây là phễu 12 vuông, phễu nhựa chống chói nhá. Cao khung gỗ này, cao là 16 phân, củ 350 500 xịn. Đây có trang bị chống cháy đầy đủ nhá. Gạt xuống là dày thép, gạt lên là mỏng thép, chất âm cực đỉnh. 1 triệu một cặp, bao ship bảo hành 1 năm, test ok tính toán. 1 triệu một đôi. Số điện thoại Zalo trên màn ảnh 0973 533 269. Dây dài 1 mét rồi. Đấy. Về chúng ta đấu vào đít loa này, đít âm đi đấy cục đẩy. Đây, đỏ là cộng trùng với loa to. Loa phun chúng ta phải chích từ cái điểm này ra, từ cái rắc tròn khoảng 10 cm thò đồng nha, đỏ là cộng cuốn dây loa thép vào. Anh em test lại nhá. 1 triệu một đôi, siêu nét luôn. Xịn nha, 500 xịn, chuẩn chống cháy, bảo hành 1 năm, cháy là quá khứ rồi. Đây là thép chống cháy, có lọc âm, lọc chói, chống chói tai, phễu nhựa chống chói nhá, siêu xịn luôn. Cần hàng alo mình nha, hàng nét luôn, bảo hành uy tín luôn. 1 triệu một cặp.